Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Chúng ta lại tiếp tục review về Võ Lâm Ngạo Tiết Mobile. Thì hôm nay mình ngủ hơi muộn một chút, anh em thấy là gần 12 giờ đêm này. Bây giờ mình sẽ làm clip chuyển phái anh em nhé. Chuyển phái. Thì ở bữa livestream tối qua, à vừa nãy thì mình đã live, mình sẽ chuyển phái rồi. Bây giờ mình sẽ đổi sang phái gì đây anh em? Bây giờ mình sẽ đi giúp Kim đã. Sẽ đi giúp Kim đã anh em. Tôi sẽ chuyển phái anh em ạ. Không biết là phái gì đúng không anh em? Anh em đang rất hồi hộp là không biết là tôi sẽ chuyển phái gì. Tôi sẽ đổi 500 kim sang xu. Tôi mua cái tí vật mua phái này. Đó. Để tôi sẽ tháo hết đồ đang mặc trên người. Không để mặc cái gì hết anh em. Để chuyển phái thì chúng ta sẽ tháo hết đồ trên người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển qua thôn Ba Lăng huyện. Và mình sẽ đổi phái gì đây? Anh em biết mình sẽ chuyển phái gì không? Anh em đang xem clip, ấn cho mình xin nút like và đăng ký kênh. Bây giờ mình sẽ giao tín vật môn phái cho Vũ Độc. Ok, bây giờ mình sẽ vào môn phái gì đây? Đúng anh em biết. Đúng anh em nào đoán trúng này. Trước khi chuyển thì mình sẽ mua một cái thương này, cái tiêu này ra. Mình hủy cái phím phụ nó đi anh em ạ. Hủy cái này đi. Đó, hủy ra đi. Bây giờ mình sẽ tháo này ra. Đấy, rồi mình xuống ngựa. Rồi bắt đầu mình sẽ đổi phái. Mình sẽ chơi Kono kiếm. Chơi Kono mua phái ít anh em chơi nhất ở server này. Mình sẽ bái hạ mua phái trưởng pháp. Ơ, năm hành trang à? Anh em sẽ đợi nhé. Đây, mình sẽ để 5 hành trang vào cái ô này. Cái này cũng chả cần nữa, cất chật chỗ rồi. Rồi, mình sẽ vào bái hạ này. Trưởng pháp. Rồi, hiện tại mình đã chuyển sang Kono Đao. Đó, Kono kiếm, sorry anh em, chơi Kono kiếm. Nhiều anh em bảo tôi server này rất nhiều đường môn mình cũng đọc đúng không? Rồi tôi sẽ có cách để tôi trị những cái thằng đường môn khắc hệ. Gọi cho mà chơi như thế này nó mới gọi đúng chất này. Đó, chơi như này nó mới đúng chất anh em ạ. Chơi như thế này nó mới đúng chất này. Nào. Đó, ok này. Sao mình còn một cái bí kíp bùa nữa, sao nó không chuyển vào đây nhỉ? Rồi, anh em thấy là côn đúng kiếm nhá. Đã mắc kill. Và mình đang là 116 điểm kỹ năng. Và mình sẽ làm gì với cái ác Kono này? Để sẽ ăn mang vào. Rồi, anh em thấy là kháng đã lên, gọi chung là kháng hàn lên 75. Kháng hỏa 50. Kháng độc 23. Gọi chung là kháng độc nó sẽ bị âm rất nhiều. Rồi, mình sẽ làm gì với cái ác Kono kiếm ở đây? Khi mà trong khi mà server nó đang rất là nhiều cái môn phái hệ mộc, đặc biệt là ngũ độc và đường môn, chúng ta sẽ làm gì với môn phái này? Hơi đau đầu, một bài toán tính hơi đau đầu anh em ạ, hơi đau đầu. Rồi, mình sẽ phải làm một bài toán tính toán về cách tăng điểm làm sao mà bố trí làm sao cho nó phù hợp để chúng ta có thể solo được với đường môn và ngũ độc. Mình sẽ test luôn trong một vài cái clip tới Đại hội Võ Lâm. Đấy, anh em thấy là những môn phái ít người chơi nhất mình sẽ chơi để mình chứng tỏ năng lực của mình anh em ạ. Anh em xem hết clip của mình ấn cho mình xin nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở clip Đại hội Võ Lâm trong ngày mai. Bye anh em nhé.